Sơn chào các con ha. Tiếp tục bữa nay quay cho con xem cái dàn lúa OM380 nè. Cái chỗ lên một cái giờ thấy ghiền luôn. Con dàn cái bông này là con hiểu rồi nè. Nói chung thì 380 thì nó số hạt trên bông nó khoảng 60-70 hạt thôi, là mà số lượng dày thì thấy là nó vô 900 đến tấn là xiền. Đất này đất ba vụ luôn á. Thì quan trọng là do cái cách bà con làm, nó đi phân xịt thuốc đúng cử thì nó cây bự thì sau này bông nó to ha. Còn đi phân chảy, đặc biệt là các cái cử thức á, các cái cử mà còn thuốc thúc phân á, chảy thì nói chung thì nó sẽ gây bông nhỏ thôi. Và cái dàn lúa này từ 6 tấc ha, chỗ lên luôn tính cái bông luôn á. Rất là cao ha bà con. Rất là cao luôn. 6 tấc thì nói chung thì lúa có vàng thì đương nhiên bông nó mới bự, cây bự thì đương nhiên bông bự thì đương nhiên nó phải cái lóng nó phải cao dài lên mới được chứ đâu có bông nhỏ được. Tại vì cái bông nó bự là cái lóng của bà con nó phải bự ha. Cái lóng này nè. Cây bự, lóng bự thì bông nó mới bự ha. Đó. Còn nó mà lóng nhỏ mà cao không có đâu. Lóng nhỏ nó lên giỏi lắm 4 tấc, 4 tấc ngoài dữ lắm rồi ha. Còn này tới 6 tấc nữa. Từ dưới lên 6 tấc hơn nửa thước á. Con thấy không? Bông nè. Nói chung bông là 7-80 hạt, 7-80 hạt và 380 cái loại hạt hạt bự nữa, mà 7-80 hạt mà vô cái hết đầy đặn cái vụ này lấy gạo đầy đặn một cái là ngon. Chứ cái bộ lá nó rất là đẹp luôn, nó không có bị, nó không có dư lá nó. Thằng 380 thì thật sự thấy đa số là ít cái dư lá lắm, nó là cái dạng lá nó như vậy. Nó tròn nó cục cục ha, thì nói chung thì cũng rất là dễ bảo quản những vấn đề sâu bệnh cho bà con. Thì bữa nay cũng được 62-63 ngày gì đó bà con ơi, 63 ngày bắt đầu chỗ đều ha. Thì 380 thì sau bên đây cũng 380 thì mình cũng chưa phân biệt được là 380 là 34 gì ha, thì thấy hai bên nó khác biệt luôn, cũng một thứ giống mua chỗ đó mà sao, hay là tại do tại cái đi phân thì thuốc á, bên đây thì chỗ lên bông bự bông vàng, còn bên đây thì chỗ lên cũng bông mà không phải bông vàng, bông xanh, cái hạt nó xanh á, cái bông này nè nó hơi xanh hơi á, còn bên đây thì cái bông nó hơi vàng, làm như khác giống rồi á. Cũng sợ thằng 380 thằng 34 hay sao cũng không hiểu nữa. Mà quá tờ lúa làm vậy nó quá tờ bông rồi con dòm. Điều gan luôn. Thì cái này là do là cái giai đoạn nhỏ mình thúc ha. Thúc cho cây bự á, này hồi nhỏ thúc phân nè, bởi vì cây nó bự nè, thúc và kết hợp xịt mới được ha. Xịt ở đây là xịt nuôi cây, nuôi rễ, kích rễ rồi cho lúa nó phát triển á. Là bông nó bự. À. Đó, miếng này mà lấy gạo đầy đặn thì chừng nó bà con, tại tại nhất là 900 ha. 380 nó nặng ký lắm. Ngặt cái giá nó không có thôi, cái giá thành nó không có đâu. Thì nói chung mình đông xương năm nay thì mấy cái miếng này thì nói chung mình vô hết rồi. Giá 8.000 giá 9.000 bây giờ ăn tấn thì cũng được 9 triệu thì cũng lời khẩm á. Thì quan trọng là do cách làm bà con ha. Số bà con thấy cũng điều khăn dữ lắm. Mà nó bông không bự là do bà con đi phân không đúng cử á, bà con thấy vậy chứ bà con đi phân chặt cử là nó hết, nó kém phát triển lắm, nó xanh phượt cái lá chứ nó không phát triển cây ha. Nó đều làm lúa nó đều có cái giai đoạn để bà con phát triển á. Nó như miếng anh này thì cũng quen nè bà con, anh nói đợi đi đâu mà miếng này có hai có ba công gì nè, hai công quá hai con mấy gì đó mà đi đâu 4-5 bao khăn rồi đó mà nó không phát bông nấy nấy gì đâu nè. Còn cái miếng bên đây chỗ lúa mà bà con thấy chỗ lên mà bông vàng khè vậy nè là ok ha. Còn mà chỗ núp dưới lá này là thấy nó cái năng sức nó không có đâu, bông là phải chỗ, là phải chỗ lên ha. Thì con lưu ý trong vấn đề làm lúa, bông mà con thấy chỗ lên trắng hay sao, con nhìn thấy chỗ lên trắng sát hoặc là vàng khè là thấy bông không á, là lúa nó có năng sức ha, năng sức cao ha. Thì nói chung vậy, còn lúa mà con sao mà con thấy chỗ mà cũng như con thấy chỗ là sạc, thấy chỗ đều đó muốn gieo gạo nhưng mà con thấy như chỗ là sạc thì nói chung mình năng sức nó có nhưng mà nó hạn chế hơn, nó bị ép hơn là mấy cái thằng chỗ thoát này. Về thuốc thì nói chung thì giai đoạn chỗ đều thì bà con lưu ý, thứ nhất lưu ý về vấn đề gậy ha. Thì thật ra cũng thông báo bà con là gậy bây giờ nó không phải như hồi xưa nữa ha, đâu không phải là nó chờ chăng là không có gậy đi ha. Hiện tại là chờ chăng này là gậy chữa nè ha. Đặc biệt là gậy chữa đi đâu nó mang muộn trình bệnh nó đi đâu. Rồi bắt đầu qua con chăn, còn cả lối hai mấy là người chăn luôn 5-7 ngày sao đúng luôn, từ lối chăn nè 15 hiện tại cây chỗ nè 15 là tới 20 là bắt đầu 20-22 bắt đầu chờ hơi tới là bắt đầu nó đẻ ra nó bực một cái rồi lên là bà con mình quản lý không kịp ha. Thứ nhất là nặng thuốc, thì giai đoạn chỗ đều này chờ chăn vẫn là chờ chăn nhưng mà bà con vẫn xịt, nhưng mà quản lý Bacina cái việc luôn cây chữa là nó khỏi nở khỏi đẻ luôn, sau này khỏi nhẹ tốn thuốc luôn ha. Nó đâu phải là bà con, một số bà con nó chờ chăn mà xịt cái gì đó, lúc đó là bà con sẽ làm rồi, mình giờ mình làm lúa bây giờ theo cái tình hình thực tế ha bà con.
đừng có nói ừ trời trăng không có gậy, hoặc là bỏ đi tối tối. Xịt là xịt, mình mới xịt trước cái giai đoạn nó chuẩn bị sinh nở gây hại rồi đó thì mình xịt ha. Hiện tại là gậy chữa, mà gậy chữa nó không có đi đâu đó, thậm chí là gậy phấn trắng, gậy cám luôn, nó đâu đi trời chăng nó. Bị tại mình nói hồi xưa nó khác, bây giờ nó khác rồi, thời tiết thay đổi thì dịch bệnh nó gây hại, nó đâu ăn được thì ở đó chứ nó đâu đi gì tới luôn chi cho mệt ha. Thì bà con mình lưu ý trong vấn đề là gậy giai đoạn cho đều ha, xịt cái cho nó an toàn ha. Về thuốc thì cửa này thì để chút nó xuống, Đức Sơn chia sẻ cho con ha. Thì nó 380 này thì Đức Sơn cũng chưa làm ấy, nhưng mà bộ lá nó vậy là ưng ý, nó không có dư lá. Mình xin nhất xịt thuốc dễ quản lý, thứ hai là nó vô gạo rồi cũng đạt hơn. Thấy cái bộ lá đồng cũng không có bể không con, bộ lá đồng nó rất là chắc khỏe luôn, ít có bị nấm bệnh nữa, thấy nó bìu gan không có bị dấu hiệu là đậu ôm hay là khô dần đốm dần gì nữa ha. Nói chung là lá đồng rất là đẹp, số lượng bông thì cũng nhiều á, đầy 80 hạt 90 hạt, có số bông trăm luôn á. Mà còn thấy không, lúa mà chỗ lên bông nè đó, thứ nào mà chịu nổi. Để chút lên thì hát sang sẽ thuốc con thì cử chỗ đều là cứ cử là bà con mình lên phun vô gạo ha. Vô gạo nói chung mà con phun nào cũng được, nói chung giai đoạn 380 thì nó ít có xuống màu lá giai đoạn đầu lắm, từ giai đoạn mà đỏ đuôi gì sao á, thì bà con mình xịt thuốc thì lưu ý xíu sợ nó cháy lá, thuốc nóng. Thì sau khi hát sang điếm xương xương lỡ bà con thì nói chung thì dàn lúa này cái số hạt trên bông nó là trên một bông, trên 100 bông hết ha, nhẹ nhẹ lắm cũng 80-90 bông ha, tại vì cái lượng bông nó rất là nhiều đây bà con dòm nè ha. Mình đếm xương xương thôi là thấy là nó vài chục hạt rồi bà con dòm nè. Này là một bông từ 100 ngoài không ha, nói chung mình năm nay lại OM 380 mà làm số lượng bông thì khắm rồi. Còn bên đây là ví dụ bông nhỏ vậy nè thì mới 70-80 hạt nè, 70-80 hạt, 80-90 hạt nè, bông nó nhỏ nhưng mà nó cũng ú ha. Sau này vô gạo thì nó cũng muốn ốc nổi luôn. Cái này loại hạt xanh, con này là hạt vàng. Hai thằng. Đây là thuốc sử dụng ăn cho con không? Ăn cho con này là nó đặc trị gì đậu ôm hết. Nhưng mà nó bổ sung thêm kẽm để mà cho bộ lá của con dày á, chắc khỏe, vô gạo cũng rất là ok á. Ăn cho con, ăn cho con, niêu cho con rồi đó thì nó cũng hiệu này kia, nhưng mà cái thành phần nó cũng chung á, Robinet ha, nó là về đặc trị cũng là đậu ôm á, vấn đề đậu ôm á chứ không có lem lép á, để như này đậu ôm lem lép, nhưng mà thật sự nó về đậu ôm. Đặc biệt nó bổ sung thêm kẽm á, kẽm giúp cho bộ lá mà còn chắc khỏe nè, ít có bị tình trạng bể lá đồng nữa nè. Nhiều cho con này cũng tăng thành. Cái thằng Lakasuto giờ còn không ta, hay là nó thay thế cái này hả? Còn. Thằng này thằng mới nó giờ nào con? BioBK này, nó tăng năng sức, nó cũng là dạng năng lượng tạo hạt á, tăng trưởng sinh học á. Nói mấy cửa này bà con xịt mấy cửa chỗ đều hoặc là hơi công với me thì bà con xịt mấy thằng dạng này ok ha. Còn nó về mà chín hơn nửa bông thì xịt thì nó có hơi hiện tượng hơi là áp áp lá xíu, như nó vô gạo quá đó, rồi nó sẽ có tình trạng là vàng lá. Nó là thành phần là Pachinuridae, thành phần chiết xuất. Nói với là cây chu tô thì bà con xịt nào cũng được ha. Kế tiếp là thầy sử dụng thằng cho bên lướt không không cho bên lướt những chai cũng từ 200 mấy đâu phải không, chai 200 mấy của Phú Nông thì nó hai hoạt chất là azoxystrobin và phenoxanil là đậu ôm và lem lép không con, nó là hỗ trợ gì đậu ôm lem lép luôn. Cho bên lướt đặc trị thì cái liều lượng nó là 25 lít nước ha, nửa lít trên ha, thì hai chai một ha, chai này 5 công điện. Thì nó có hai thành phần là nó đó không con, đây hai thành phần là azoxystrobin và phenoxynil là đồ lem lép ha. Nói chung thì xài nhiều hơn.